người đàn ông lấy 8 vợ cho 8 cô ở cùng nhà, yêu thương như nhau. Anh Nathapon, 33 tuổi, đang là một thợ săn sống tại Bangkok, Thái Lan, hiện đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến mọi người khó tin là dù sống cùng với 8 người vợ, nhưng mọi người đều vô cùng thoải mái, hạnh phúc. Nathapon còn tự nhận mình là một người chồng chu đáo. Dàn hậu cung đông đúc là vậy, nhưng Nathapon có quy tắc riêng để các bà vợ không ghen tuông, cãi vã hay tị nạnh lẫn nhau. Anh yêu cầu những người vợ của mình phải sống chân thành, không tính toán, mưu mô, người vợ cả sẽ có quyền điều hành, 7 người vợ còn lại thì ngang bằng với nhau. Nathapon cũng nói rõ nếu không còn yêu sẽ chia tay trong hòa bình, không đòi hỏi, không làm khó lẫn nhau. Hiện tại chỉ mới có người vợ cả sinh được con trai, ngoài ra còn có 2 bà đang mang thai. Mặc dù chịu nhiều ý kiến trái chiều về việc lấy vợ vô tội vạ, nhưng không thể phủ nhận, Nathapon là một người đàn ông hết sức tốt bụng và giàu lòng nhân ái. Anh nghĩ ra ý tưởng mua nụ cười của những người vô gia cư, khó khăn, lang thang cơ nhỡ với giá 500 baht, khoảng 340.000 đồng. Anh tin rằng chỉ cần nở nụ cười thật tươi, bạn sẽ được mọi người giúp đỡ.